Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Ông đi Mình lâu quay quá. chú tính mình cưa cái cây sao nha các bạn. Cây Không. sao nó nghiêng vô nhà nè. Chú mình đang quấn cái bộ móng để chuẩn bị leo lên cây nha các bạn. Cây sao nè. Cây nhà tùm lum luôn. Vô nhà của ta nha các bạn. Rồi chúng mình bắt đầu chuẩn bị leo lên cây để cưa nha. Và cái dây này là dây giác các bạn. Cái cây sao nhỏ này cưa củi luôn hay không? Cây này nè. Cây nhỏ này cắt củi luôn đi. Cây nhỏ đó, chị ông đó. Ừ. Chị ông cắt củi đi không sao không? Cưa cưa cho ổng luôn. Nha. Giờ tôi nó hư rồi kìa, nó bọng rồi đó. Để cũng đâu làm gì được đâu. Nè, chú. Bọng nó lại coi coi. Cắt củi luôn đi, ngồi cũng cắt không cho. Nha. Rồi tôi đưa cho em rồi. À cho người em đây hả? Dạ. Ờ thôi đi thôi. Cây này nghiêng vô nhà dữ lắm rồi các bạn theo dõi chúng mình cưa cây sao này như thế nào nha. Chúng mình là tới mấy cái nhánh rồi đó. Chú mình về qua cưa treo nhánh rồi. Thank you.
Chú mình thả cái nhánh cây từ từ xuống, bị dướng nè, thiệt dây quá. Rồi chú mình cột dây treo nhánh nữa nha tụi anh. Rồi chúng mình mắng mấy cưa thả cái nhánh nó xuống từ từ nha các bạn. Rồi chú bắt đầu đứng ở dưới đây cưa nha các bạn. Ơi, cái chị ở đó đứng không che hàng rào đó. Đợi nắm ơi. Dây. Cái che hàng rào đó. Chú cột dây trên nó là leo xuống. Góc luôn các bạn.
dừa rụng. Rụng dừa luôn. Chủ mình đang mang cái bộ móng một cửa để chuẩn bị leo lên cây. Để mình quay lên cây dừa. Đây cây dừa nè các bạn. Dừa cao mà nó cong nữa. Cào tú cái chả nữa nè các bạn. Cái cây này hạ xét không có được nha các bạn. Để mình kéo xuống mình quay qua bên đây cho các bạn cùng xem nha. Dưới này nhà không. Nhà không đó các bạn. Rồi chúng mình bắt đầu chuẩn bị leo lên cây nha. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó cần cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị. Rồi, chú bắt đầu leo lên nè các bạn ơi. Bị cái nhánh này nó cản các bạn, đợi lấy cái máy cưa đang cắt cái nhánh này, máy cưa đi châm xăng à. Giờ chủ leo lên cây này đưa mình cưa không có được đâu bạn ơi, mình không có leo cây cao như gì, cây thấp thấp mình còn cưa được, cây này quá cao luôn. Yeah.
chú mang mấy cưa leo xuống mà chừa khúc dài cho chú nhà nha. Lấy dài luôn á chú ơi. Lấy vô đó anh. Đó anh. Rồi hạ luôn đi. Xoay đứt cắt, xoay ăn đứt đi. Rồi chú mình cạn cưa gốc luôn nha các bạn. Xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.